sự mà nói thì rất là xúc động, rất là buồn khi mà ngày hôm nay mà chứng kiến ông ra đi. Thì với Bin với anh Út Quá, thật sự mà nói đây là một cái điều bất ngờ, cũng như là một cái duyên, cũng như một cái duyên mà khi mà trước đến trước mặt ông để mà thấy ông ra đi, thì anh Út Quá cũng rất là xúc động. Bởi chính vì đó thì anh Út Quá đã lo chu toàn trong cái lễ tang của ông. Tối đêm nay thì cũng có rất là nhiều những anh chị em nghệ sĩ đến để mà hát đi tiễn đưa ông. Ở trong thì đang hát cả nhà cho nên ồn quá, thì mọi người thông cảm ha. Hôm nay thì em chia sẻ chỉ đến đây thôi. Ngày mai em sẽ cập nhật tiếp cho mọi người xem ha. Bây giờ cũng đã khuya rồi. Xin chào tạm biệt mọi người nha.